Các bạn đang nghe truyện độc cổ Ma Tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 253, yêu cầu của Quách Hùng 2. Cũng chẳng qua là muốn làm chuyện đó mà thôi. Một tên phàm nhân mà cũng muốn làm chuyện đó với mình. Gương mặt Giang Ngọc Thanh đều là vẻ kinh thường. Nói đi. Ngươi có yêu cầu gì? Giang Ngọc Thanh mỉm cười nói. Chờ một chút nữa mới nói cho ngươi biết. Ha 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 giang ngọc thanh che miệng cười đến mức ngã nghiêng được vậy ta chờ ngươi chờ một chút nói cho ta biết tiên nhi tối nay ngươi ra ngoài ở đi quách hùng phân phó a à, vậy ta ở đâu tới chỗ ta ở đi tối nay ta ở lại diễn võ trường kéo đàn nhị hồ sẽ không ngủ cửu Cát nói hiện tại trên dưới vị gia bảo đều biết cửu các mù loà rất yêu thích âm luật thường xuyên kéo đàn nhị hồ suốt đêm quên ăn quên ngủ được vậy tối nay ngươi ở chỗ cửu cát vậy ta đi thu dọn một chút đường tiên nhi nói nhanh lên quách hùng thúc giục chốc lát sau đường tiên nhi liền thu dọn thỏa đáng dược sư đại nhân vậy bữa tối của người và phu nhân bữa tối của ta không cần đưa tới nữa vâng sau khi cửu cát và đường tiên nhi rời đi Giang Ngọc Thanh vuốt ve mái tóc dài của mình với vẻ mặt thích thú, khiến bản thân trông càng thêm quyến rũ động lòng người. Nói đi. Ngươi có yêu cầu gì? Giang Ngọc Thanh hỏi bằng giọng điệu trêu chọc. Quách Hùng nhìn chầm chầm Giang Ngọc Thanh, nói từng chữ một, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Ha 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 ha. Mặc dù sớm biết Quách Hùng sẽ đưa ra yêu cầu này, nhưng khi thật sự nghe được, Giang Ngọc Thanh suýt chút nữa thì cười ra nước mắt tên này thật sự là quá ngu xuẩn cười xong giang ngọc thanh phong tình vạn chủng nói được quách hùng vội vàng nhào tới giang ngọc thanh mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái thân pháp lạc diệp phiêu thi triển mặc kệ quách hùng làm sao cũng không bắt được góc áo của nàng chỉ cần ngươi nói cho ta biết bí mật luyện chế ngũ hành đan tối nay ta liền theo ý nguyện của ngươi giang ngọc thanh quyến rũ nói bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi không cách nào luyện chế ra ngũ hành đan kỳ thật là do thời điểm mở lò không đúng quách hùng nói tại sao ta rõ ràng là lúc tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên mới mở lò khà khà ta thừa nhận ngươi là võ sư ngươi có thể chân khí ngoại phóng kỹ nghệ của ngươi nhìn qua xác thực là muốn cao minh hơn ta thế nhưng luyện đang là phải xem kinh nghiệm và nhãn lực mà không phải là võ công cái gọi là luyện đan kỹ pháp chẳng qua chỉ là thứ yếu. Cùng một loại dược liệu, thời điểm mở lò khác nhau, sẽ tạo ra đan dược khác nhau, giống như nữ nhân, 18 tuổi mở lò là độc dược non nớt, 30 tuổi mở lò chính là ngũ hành đang thành thục phong vận. Quách Hùng giải thích như hũ chìm bình vỡ. Được. Ta luyện chế thêm một lần nữa, ngươi nói cho ta biết thời điểm mở lò. Bên ngoài luyện đan phòng. Quách Hùng cầm lấy cái xẻng, tự mình xúc than củi vào trong lò than đường tiên nhi và cửu cát hai tên tiểu đồng luyện đang bị hắn ta đuổi đi loại việc nặng nhọc này chỉ có thể để hắn ta làm chốc lát sau giang ngọc thanh một lần nữa mở lò luyện chế ngũ hành đan nguyên liệu sử dụng và bước luyện đan đều giống như trước giang phu nhân đêm dài đằng đẵng chờ đang dược luyện xong thật sự là nhàm chán chi bằng uống một chén quách hùng bưng tới một bình rượu Giang Ngọc Thanh nhìn Quách Hùng và bình rượu kia. Chờ lâu như vậy, cuối cùng thì thuốc mê mà Quách Hùng chuẩn bị cũng đã tới. Ha 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 ha. Giang Ngọc Thanh che miệng cười, cười đến mức hoa chi loạn chiến. Tên Quách dược sư này thật sự là ngu xuẩn giống như một đứa trẻ, mỗi một bước hắn ta muốn đi đều bị nàng đoán được rõ ràng. Quách dược sư, ngươi rót rượu cho ta đi. Được, Quách Hùng kích động rót đầy một chén rượu sau đó hai tay đưa tới trước mặt Giang Ngọc Thanh, trên mặt đều là vẻ ân cần. Không. Ta muốn ngươi uống cùng ta. Giang Ngọc Thanh làm nũng nói. Được, Quách Hùng lấy ra hai cái chén sứ, rót đầy hai chén rượu. Giang Phu Nhân. Uống đi. Quách Hùng đưa chén rượu cho Giang Phu Nhân một lần nữa. Mũi Giang Ngọc Thanh khẽ động. Chẳng lẽ là thiên hương túy, Quách Hùng nhìn chầm chầm Giang Phu Nhân, chờ nàng uống chén rượu trong tay, Giang phu nhân thản nhiên cười. Tới, chúng ta uống rượu giao bôi. Giang phu nhân chủ động khoát tay Quách Hùng, ép Quách Hùng uống cạn chén rượu đưa cho nàng. Giang phu nhân cũng uống cạn chén rượu. Thế nhưng nàng lặng lẽ vận chuyển chân khí bức rượu độc ra từ đầu ngón tay. Bức rượu độc ra khỏi cơ thể, chỉ có ngũ phẩm võ sư có thể chân khí ngoại phóng mới có thể làm được trước kia tuy rằng giang ngọc thanh cũng có thể làm được nhưng lại không thể bứt độc ra hoàn toàn sau khi nghe xong khúc nhạc của cửu cát giang ngọc thanh lần nữa lĩnh ngộ lưu thủy kiếm quyết mới có thể làm được đến mức này theo tu vi hiện tại của giang ngọc thanh nàng đã có thể tiến vào địa sát cuộc luyện chế sát khí hoàn thành khí trung ẩn chứa sát khí một lần hành động luyện thành kiếm sát đạt được tứ phẩm võ sư qua tối nay học được tinh túy của ngũ sát luyện đan thuật cũng không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này nữa sáng sớm ngày mai sẽ đi tìm vị tuyệt phong để cho hắn ta sắp xếp cho mình sớm một chút đi địa sát quật giang ngọc thanh và quách hùng cùng nhau uống hết rượu trong chén cả hai đều không có dấu hiệu bị thuốc mê mê hoặc giang phu nhân có thể thêm thuốc rồi giang ngọc thanh gật đầu cầm lấy ngân thủy trên bàn sau đó duỗi một ngón tay chỉ vào lò luyện đan hai canh giờ sau trên Cửu Long Lô bốc lên làn khói xanh lượn lờ. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Giang Ngọc Thanh nói: "Đừng vội." Quách Hùng ung dung thông thả uống trà. Chốc lát sau, khói thuốc tan đi. Giang Ngọc Thanh vậy mà dần dần ngửi được một mùi thơm ngát. "Có thể mở lò chưa?" Giang Ngọc Thanh hỏi. "Đừng vội." Quách Hùng tiếp tục uống một ngụm trà. Lại đợi thêm nửa nén hương giang ngọc thanh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng mở lò đi giang ngọc thanh nâng tay lên trực tiếp bắn ra một đạo chân khí ầm lò luyện đang vừa mở ra một nháy mắt một cổ khói đen mạnh mẽ giống như là nổ tung phun ra trực tiếp đánh úp về phía giang ngọc thanh giang ngọc thanh bị khói đen nổ tung đánh trúng ngã ngửa ra sau một bóng người từ trong khói đen lao ra trong tay người nọ nắm một chiếc khăn ướt che miệng và mũi giang ngọc thanh lại chiếc khăn kia tỏa ra mùi rượu nồng nặc đó không phải là rượu mà là thuốc mê cao cấp thiên hương túy giang ngọc thanh dãy dụa hai cái rồi từ bỏ chống cự ầm uhm, quách hùng đẩy cửa phòng luyện đan và cửa sổ ra để khói độc bay ra ngoài nổ lò đây là khói độc của ngũ độc đan trần thượng phẩm võ sư có huyền cương hộ thể có lẽ có thể cản được giang ngọc thanh chỉ có tu vi ngũ phẩm tuyệt đối không cản được ngũ độc đang chuyên công kích kinh mạch, võ sư càng muốn vận dụng chân khí, liền càng đau đớn. Ngược lại trong cơ thể Quách Hùng không có chút chân khí nào, tất nhiên cũng không sợ ngũ độc đang. Trong nháy mắt này, Giang Ngọc Thanh chẳng qua chỉ là một nữ nhân bình thường. Nhân lúc nàng ngã trên mặt đất, kinh mạch trong cơ thể đau đớn. Quách Hùng dùng khăn ướt đã chuẩn bị từ trước che mắt, tai, miệng, mũi nàng lại. Chiếc khăn này đã sớm được tẩm thiên hương túy, vì che giấu mùi rượu trên khăn quách hùng cố ý chuẩn bị rượu cho giang ngọc thanh cuối cùng cũng thành công ha 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 quách hùng cười to bên trong cửu long lô có cơ quan mỗi lần lão phu dùng khăn ướt thêm thuốc đều nhân tiện kéo cơ quan dược liệu sẽ tạm thời được đưa vào cơ quan bên trong lò trình tự dung hợp giữa các loại dược liệu và luyện chế ngũ độc đang hoàn toàn khác nhau đây chính là bí mật khiến cho nguyên liệu luyện đang giống nhau nhưng lại có thể luyện chế ra hai loại đan dược, biết chưa? Con đàn bà ngu xuẩn. Quách hùng nhìn mỹ nhân hoàn toàn không nhúc nhích phía dưới, trong mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu trần trụi. Quách hùng thích dung mạo của Giang Ngọc Thanh và vẽ dâm đảng, quyến rũ trong xương cốt của nàng, nếu không cũng sẽ không nhiều lần đề nghị với vị gia, nói thuật luyện đan của mình chỉ truyền thụ cho Giang Ngọc Thanh. Nhưng Quách Hùng cũng rất rõ ràng một đạo lý tuy rằng tiện phụ này rất dễ dàng có được nhưng cũng tuyệt đối không phải là người mà một tên phàm nhân như hắn có thể chạm vào chỉ cần hắn là võ sư cho dù là một tên mù loà giống như cửu cát quách hùng cũng có biện pháp khiến cho tiện phụ này cam tâm tình nguyện dân hiến nhưng đáng hận là hắn chỉ là một tên phàm nhân nữ nhân này căn bản là xem thường phàm nhân tuy rằng tiện phụ này cố ý che giấu nhưng mà sự khinh thường ẩn sâu trong mắt kia quách hùng hoàn toàn có thể cảm nhận được giống như là hắn nhìn xuống người khác vậy chỉ cần quách hùng còn một chút giá trị lợi dụng tiện phụ này nhất định sẽ thiên kiều bá mị nhưng nếu như không có giá trị tiện phụ này nhất định sẽ xé bỏ mặt nạ tùy ý nhục mạ quách hùng từ đầu đã không nghĩ tới việc dùng thuật luyện đan để lay động nữ nhân này nữ nhân xinh đẹp luôn luôn tự tin thái quá cho rằng tất cả nam nhân vây quanh các nàng ân cần lấy lòng các nàng đều là kẻ ngu ngốc nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra kỳ thật chính mình mới là kẻ ngu ngốc nhất. Quách Hùng kéo Giang Ngọc Thanh đến cạnh tường, để nàng dựa vào tường ngồi xuống. Bây giờ không phải là lúc để làm chuyện đó. Tuy rằng thiên hương túy là thuốc mê cao cấp, nhưng Giang Ngọc Thanh dù sao cũng ngũ phẩm võ sư, bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Cho dù trong cơ thể Giang Ngọc Thanh vẫn còn kịch độc của ngũ độc đan, không cách nào vận dụng chân khí, nhưng tiện phụ này chỉ cần dựa vào võ kỹ là có thể đánh cho hắn ta răng rơi đầy đất. Quách dược sư từ trong túi lấy ra một cái lọ ngọc, đổ ra một viên đan dược màu đỏ. Đây là tán phách đan. Cho dù võ công cao cường đến đâu, sau khi nuốt viên đan này, ít nhất cũng phải hôn mê hai ngày, cho dù tỉnh lại, cũng sẽ trong vòng một tháng mơ màng hồ đồ, tinh thần quể oải, đau đầu như búa bổ. Nhét tán phách đan vào trong miệng Giang Ngọc Thanh, sau đó rót thêm một chén nước. Giang Ngọc Thanh nuốt thuốc xuống. Xong rồi. Không sợ nữ nhân này đột nhiên tỉnh lại nữa. Quách Hùng cố hết sức kéo Giang Ngọc Thanh ra khỏi phòng. Ngày thường nữ nhân này thi triển khinh công giống như lá liễu bay lượng, hôm nay hắn kéo lên thật sự là nặng nề vô cùng. Ngày thường làm việc nặng nhọc đều là Đường Tiên Nhi làm, hôm nay Quách Hùng tự mình làm, thật sự là cảm thấy vô cùng mệt nhọc. Quách Hùng tốn rất nhiều công sức mới kéo được Giang Ngọc Thanh đến phòng mình đặt lên giường đóng cửa phòng lại cùng lúc đó một bóng người lặng lẽ đáp xuống sân người tới chính là cửu cát tưởng ngọc thanh muốn biết bí mật của ngũ sắc luyện đan thuật cửu cát lại càng muốn biết hơn cửu cát rời khỏi phòng luyện đan sau vẫn luôn dựa lưng vào vách tường bên ngoài tiểu viện yên lặng lắng nghe hắn cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi bí mật cuối cùng nắm vững nền tảng của thuật luyện đan tương lai dựa vào nguyên lý của thuật luyện đan mà khai mở khiếu huyệt trong cơ thể trở thành một cổ tu không còn lo lắng về sau chính là mục tiêu lâu dài sau khi cửu các thành tựu cổ tiên mà mục tiêu ngắn hạn của cửu các chính là lĩnh ngộ đạo lý trị người trị nước dựa theo lý niệm trị cổ như trị người tạm thời khống chế cổ trùng trong cơ thể khiến chúng ít nhất là trước khi mình thành tựu cổ tiên sẽ không bị phản vệ vì mục tiêu lâu dài cửu các yên lặng chờ đợi bên ngoài tiểu viện lắng nghe bí mật của thuật luyện đan cứ như vậy chờ cho đến khi màn đêm buông xuống đột nhiên một tiếng nổ lò vang lên quách hùng phát ra tiếng cười điên cuồng trong lúc đắc ý vênh váo đã để lộ ra bí mật của cửu long lô đợi đến khi quách hùng kéo tưởng ngọc thanh đi về phòng mình cửu các thi triển thân pháp lạc diệp phiêu lặng âm thanh lật người vào trong tường cửu các sau khi vào tiểu viện cũng không đi cứu người mà lập tức đi tới phòng luyện đan dập tắt ngọn lửa than đang cháy hừng hực. Tiếp đó, cửu cát đi vào phòng luyện đan. Quách hùng lúc rời đi đã thổi tắt đèn dầu trong phòng luyện đan. Khói độc từ lò nổ tuy đã theo gió bay đi, nhưng căn phòng tối đen vẫn tràn ngập một mùi khét lẹt. Đây chính là nổ lò, luận đan sư nếu không nắm vững thời cơ mở lò lấy đan, không chỉ luyện một lò đan dược thành phế đan, thậm chí còn có khả năng nổ lò. Theo ghi chép trong, thanh diệu đan thư vạn vật trên thế gian đều là âm dương bù trừ tương sinh tương khắc nếu luyện chế độc đang quá lửa lò đang sẽ tỏa ra một mùi hương kỳ dị nếu luyện chế linh đang quá lửa lò đang sẽ tỏa ra một mùi khét cháy nếu còn tiếp tục luyện tiếp nhất định sẽ nổ lò sau khi nổ lò thì dù luyện chế loại đang gì đều có mùi hôi thối ngũ độc đang vốn là độc đan, sau khi nổ lò độc tính cũng không mạnh gió thổi qua khói độc còn sót lại cũng không gây hại gì cho cửu cát. Lúc này, lửa đã tắt, cửu long lô vẫn còn nóng hổi. Cửu cát tìm một miếng khăn ướt mở cửu long lô ra. Quả nhiên trong lò đang phát hiện ba ngăn. Dùng một cây gỗ cạo ra một ít cặn thuốc bột từ ba ngăn. Số cặn thuốc bột này là cặn còn sót lại từ lần trước, quách hùng luyện chế ngũ hành đan. Bên trong này ẩn chứa phương thuốc luyện chế ngũ hành đan thật sự. Rất lâu sau, Cửu Cát lộ ra vẻ chợt hiểu. Luyện chế ngũ độc đang là Chu Sa, Hùng Hoàng, Kim Ngân, Ngọc Phục Linh, Cành Đào bỏ chung vào một lò dùng lửa lớn luyện chế, luyện chế ngũ hành đang là Chu Sa và Thủy Ngân bỏ chung một ngăn tối nung thành một loại vật chất mới, sau đó đợi Hùng Hoàng, Ngọc Phục Linh và Cành Đào nung chảy phản ứng xong, vào khoảnh khắc mở lò mới tiến hành dung hợp cuối cùng. Kết hợp với ngũ sắc luyện đan thuật cùng lý luận trong, Thanh Diệu đang thư cửu cát đã đưa ra kết luận như trên. Cửu cát càng nghĩ càng thấy đúng, càng nghĩ càng hưng phấn, hận không thể lập tức mở lò luyện đan, thử xem mình có thể luyện ra ngũ hành đan hay không. Chờ đã, hình như quên một chuyện. Quách hùng lôi tưởng Ngọc Thanh vào phòng lâu như vậy, cũng nên xong việc rồi chứ nhỉ, ừm. Sẽ không phải là đang phân thay đấy chứ. Rất có thể, Quách Hùng tuy dùng thủ đoạn đê tiện có được tưởng Ngọc Thanh, nhưng tưởng Ngọc Thanh một khi tỉnh lại, còn không băm hắn thành trăm mảnh sao nếu là cửu cát phỏng chừng hiện tại đã dùng hóa thi phấn rồi lợi dụng màn đêm cửu cát lặng lẽ đến phòng của quách hùng phòng của quách hùng đang thắp đèn đứng ở cửa sổ nhìn dễ bị lộ vì vậy cửu cát thi triển thân pháp lạc diệp phiêu lên nóc nhà lật ngói trên mái nhà lên xem thử quách hùng quách dược sư đang bận rộn gì tuy việc này không liên quan đến cửu cát nhưng không còn cách nào khác cái tính tò mò chết tiệt này lật ngói lên cửu Cát mở to hai mắt nhìn thấy hết mọi thứ trong phòng tưởng ngọc thanh nằm trên giường giống như đang ngủ say điều khiến cửu các bất ngờ chính là tưởng ngọc thanh chỉ bị lột áo khoác ngoài y phục bên trong vẫn còn nguyên vẹn thật sự không giống như đã bị bất kỳ hành vi cưỡng bức nào chẳng lẽ quách dược sư bất lực không thể nào hắn ta có thể luyện chế tráng dương đang cơ mà vất vả lắm mới hạ gục được người lúc này mà không uống thuốc, thì đợi đến lúc nào nữa. Quách hùng, quách dược sư vẫn luôn bận rộn, hắn dùng khăn ướt lau sạch cánh tay lộ ra ngoài, khuôn mặt bị hung đen của tưởng Ngọc Thanh. Làm xong tất cả những điều này. Cuối cùng quách dược sư cũng lấy thuốc ra. Một viên thuốc màu xanh lục. Mùi thơm thanh mát. Thanh linh đan, cửu các tuyệt đối không nhận nhầm, đó là thanh linh đan có thể giải bách độc. Quách dược sư đỡ tưởng Ngọc Thanh đang hôn mê dậy, sau đó đúc thanh linh đan vào miệng nàng. Điều này thật kỳ lạ. Tưởng Ngọc Thanh sau khi uống thanh linh đan vẫn không tỉnh lại, nhưng sắc mặt dường như đã tốt hơn rất nhiều. Viên thanh linh đan này hẳn là để giải độc của ngũ độc đan. Quách Hùng chắc chắn đã cho Tưởng Ngọc Thanh uống thêm mê dược khác. Nhưng vấn đề là sau khi xong việc dù sao cũng phải giết người diệt khẩu, tại sao phải lãng phí một viên thanh linh đan, chẳng lẽ Quách Hùng còn có mưu đồ lớn hơn? Quách Hùng cúi người áp tai vào ngực tưởng Ngọc Thanh. Đang làm chuyện đó sao, không đúng, Quách Dược Sư đang nghe nhịp tim. Quách Dược Sư đang thông qua nhịp tim để phán đoán xem độc ngũ độc đang trên người tưởng Ngọc Thanh đã được giải hay chưa. Rất lâu sau, Quách Hùng lộ ra vẻ hài lòng. Tiếp đó Quách Hùng bưng tới một cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ đó được làm cực kỳ tinh xảo giống như hộp trang điểm của nữ tử. Mở hộp gỗ ra, Bên trong hộp gỗ toàn là ngân châm dài chừng một thước, quách dược sư lấy ra một cây ngân châm hơ qua lửa nến, sau đó đâm thẳng vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu tưởng Ngọc Thanh. Một châm đâm ngập. Tiếp đó quách dược sư lại dùng hai cây ngân châm đặc chế, lần lượt đâm vào vị trí dưới tai trái phải của tưởng Ngọc Thanh ba tấc. Sau gáy tưởng Ngọc Thanh bị đâm vào ba cây ngân châm. Quách dược sư lật mí mắt tưởng Ngọc Thanh lên cẩn thận quan sát. Như thể xác nhận không có vấn đề gì, Quách Hùng không biết từ đâu lấy ra một ống trúc, từ trong ống trúc đổ ra một con trùng trúc trắng nõn, sau đó để con trùng trúc trắng nõn đó chui vào tai tưởng Ngọc Thanh. Là trùng bình thường hay là cổ trùng, tại sao không phải là trứng cổ trùng, đây là cách dùng cổ mà ôn đạo nhân chưa từng ghi chép trong, luyện cổ bút ký. Khi trùng trúc chui vào tai, tưởng Ngọc Thanh đang hôn mê bất tỉnh đột nhiên co giật, đồng thời còn trợn trắng mắt. Biểu hiện bất thường này hiển nhiên khiến Quách Hùng sợ hãi, chỉ thấy quách hùng không biết từ đâu lại lấy ra một cuốn sách lật xoèn xoẹt dường như đã tìm ra vấn đề quách hùng vội vàng buông sách xuống từ kệ hàng phía sau lấy ra một gói thuốc bột pha với một gói thuốc nước sau đó vội vàng đổ vào miệng tưởng ngọc thanh đang co giật không ngừng uống xong chén thuốc này tưởng ngọc thanh không còn run rẩy nữa thần sắc nàng trở nên an tường quách hùng lại lật mí mắt tưởng ngọc thanh lên quan sát mắt nàng Lúc này Quách Hùng tỏ ra vô cùng hưng phấn, dường như mưu đồ của hắn đã thành công. Quách Hùng từ trong hộp gỗ của mình lấy ra một vật hình bầu dục, có lỗ trên đó. Đây là một loại nhạc cụ hiếm thấy, hình như gọi là sáo. Quách Hùng hít sâu một hơi, thổi vào sáo. Nhạc cụ này độc đáo, âm sắc một mạch giản dị, tựa như thiên nhiên. Nghe tiếng nhạc này, cửu các thân là cổ sư nhíu mày. Cùng lúc đó, Tưởng Ngọc Thanh đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt, tuy ánh mắt đờ đẫn, nhưng thần quang trong mắt lại hội tụ. Ô ô ô, theo nhịp điệu của sáo thay đổi, tưởng Ngọc Thanh từ trên giường đứng dậy. Ô ô ô, Quách Hùng tiếp tục thổi sáo, ngón tay hắn linh hoạt ấn lên các lỗ trên sáo. Tưởng Ngọc Thanh đứng dậy, nàng bước tới, lùi lại, hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy. Trầm một tiếng. Tưởng Ngọc Thanh đụng đổ bàn gỗ. Quách Hùng ngừng thổi tưởng ngọc thanh đứng im bất động quách hùng lại lật sách chốc lát sau quách hùng thổi sáo tưởng ngọc thanh lại nghe tiếng mà động quách hùng mở cửa phòng hắn điều khiển tưởng ngọc thanh đi ra tiểu viện tiếp đó quách hùng thổi sáo trong tiểu viện tưởng ngọc thanh đi loạn xạ trong tiểu viện cửu cát ngồi trên mái nhà ngay trên đỉnh đầu quách hùng nhìn nghe hắn thổi cứ như vậy thổi suốt cả nửa đêm đột nhiên một trận gió lạnh ập tới cơ thể quách hùng khẽ rung lên hắn dù sao cũng người thường làm nhiều việc như vậy thổi sáo lâu như vậy thật sự vô cùng hao tâm tổn sức cơn buồn ngủ lập tức ập đến quách hùng không chịu nổi liền đi vào phòng ngủ say chốc lát sau tiếng ngáy đã vang lên còn tưởng ngọc thanh thì như tượng gỗ tượng đất đứng im trong sân thật không ngờ người thổi sáo lại là quách hùng sau khi quách hùng ngủ say cửu các vẫn ngồi trên mái nhà trên mặt tràn đầy vẻ trầm tư quách hùng cũng giống như hắn dùng cổ khống chế người cửu các dùng chuẩn tiên cổ tâm nhãn cổ áp chế cổ trùng trên người hà thục hoa cùng những người khác khiến bọn họ không thể không dựa vào mình quách hùng càng thêm đơn giản thô bạo hắn dùng một loại trùng trúc màu trắng sữa không rõ tên khống chế tưởng ngọc thanh sau đó thông qua âm luật ảnh hưởng đến trùng lại để trùng khống chế tưởng ngọc thanh cả hai đều có ưu nhược điểm riêng nhưng dù thế nào cửu các cũng nhất định phải nắm giữ kỹ thuật này không phải để khống chế người mà là để khống chế cổ trùng cửu các cũng cổ sư trong cơ thể hắn cũng có trùng không khống chế được cổ trùng sẽ bị cổ trùng khống chế hoặc là mặc kệ hiến dân thể xác của mình cho chuẩn tiên cổ tâm nhãn cổ với phẩm chất của tâm nhãn cổ cửu các sớm muộn gì cũng có thể tấn thăng cổ tiên thậm chí tốc độ tu luyện có khi còn nhanh hơn hiện tại nhưng khi đó hắn sẽ không còn là chính mình nữa mà chỉ là một con cổ trùng khoác da người thôi ngày hôm sau buổi sáng tiếng sáo một mặt giản dị vang lên bên tai cửu cát đang ngủ say trên mái nhà bỗng nhiên mở mắt nếu là kéo nhị hồ thì cho dù là thâu đêm suốt sáng mấy ngày mấy đêm không ngủ cửu cát cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi nhưng nếu không tu luyện nhất hồ túy nguyệt hắn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi đến nửa đêm liền chịu không nổi trực tiếp ngủ quên trên mái nhà lúc này bốn phía trắng xóa đã nổi lên sương mù đại khâu sơn địa thế cao mười ngày thì có chín ngày đều hình thành sương mù quách hùng đã mặc lại áo khoác ngoài cho tưởng ngọc thanh đồng thời đội cho tưởng ngọc thanh một chiếc nón được làm bằng vải the mỏng còn bản thân quách hùng thì mặc một bộ đồ vải gai cũng đội một chiếc nón rộng vành dưới sự khống chế của tiếng sáo, tưởng Ngọc Thanh đội nón vải the mỏng đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Quách hùng ngừng thổi. Tưởng Ngọc Thanh vẫn với vẻ mặt đờ đẫn bị khống chế đi về phía trước. Lúc cần rẻ, Quách Hùng mới thổi trước một hồi. Vi Gia bảo. Chỗ cửa lớn ra vào. Mỗi ngày đều có tộc nhân Vi Gia canh giữ cửa lớn. Hôm nay người canh giữ cửa lớn chính là Vi Kim Ngọc và con hổ giữ do nàng nuôi xuyên qua màn sương mù dày đặc, Quách Hùng nhìn thấy một con hổ dữ dài 3 mét nằm nghỉ ngơi ở cửa. Thị lực của con hổ dữ kia tốt hơn người nhiều, thấy hai người đi tới liền tự giác tránh ra, nhường đường cho bọn họ. Cô nãi nãi, sáng sớm đi đâu vậy? Vi Kim Ngọc nhiệt tình chào hỏi. Nhưng Tưởng Ngọc Thanh căn bản không để ý đến người cháu gái này. Ơ, ờ, Vi Kim Ngọc lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Tưởng Ngọc Thanh đã im lặng đi được mười mấy mét lúc này một nam tử mặc áo vải gai đội nón, đi lướt qua người vi kim ngọc. Quách dược sư. Ngài cũng muốn xuống núi sao? Ừm. Xuống núi mua chút đồ. Để đường tiên sinh xuống đó là được rồi, hay là để ta bảo vệ ngài, vi kim ngọc vội vàng nói. Ta có cô nải nải của ngươi hộ tống, không cần lo lắng. Ồ, vậy quách lão sư ngài đi thông thả. Yên tâm. Quách hùng bình an vô sự đi qua cửa ải, sau đó men theo con đường nhỏ xuống núi mà đi. Vi Kim Ngọc vừa tiễn quách dược sư đi, cửu các chống gậy, đeo nhị hồ đi về phía Vi Kim Ngọc. Biểu ca. Huynh cũng muốn ra khỏi bảo sao. Ừm. Ta muốn về Lâm Giang thành một chuyến. Ồ, hay là để ta tiễn huynh? Không cần, cửu các nói xong liền dơ chân điểm một cái, thi triển thân pháp lạc diệp phiêu, lướt qua lưng hổ, bay ra mười mấy mét mới đáp xuống đất. Vi Kim Ngọc há hốc mồm, một chiêu kinh công này cao minh hơn mình gấp bao nhiêu lần, lo lắng cho biểu ca còn không bằng lo lắng cho mình. Cô biểu ca, nội thành Lâm Giang Thành có trang viên của Vi gia, đại ca ta Vi Kim Kha đang trấn thủ Lâm Giang Thành, ta đã nói với huynh ấy về huynh, huynh đi tìm huynh ấy là được. Biết rồi. Đại Khâu Sơn, trong một rừng trúc, bên cạnh một con suối nhỏ, Quách Hùng đặt nón sang một bên, mút nước rửa mặt. Tiếp đó, hắn lấy lương khô từ trong bọc sau lưng ra, ăn cùng nước lã. Ăn lương khô xong, Quách Hùng nhìn tưởng Ngọc Thanh đang đứng bên cạnh mình, vẻ mặt hài lòng nói, nàng cũng đói rồi nhỉ. Bây giờ ta sẽ trả tự do cho nàng. Quách Hùng đi tới sau lưng tưởng Ngọc Thanh, đưa tay rút ba cây ngân châm dài chừng một thước kẹp sau gáy tưởng Ngọc Thanh ra. Ba cây ngân châm rơi xuống đất. Đầu tưởng Ngọc Thanh liền rũ xuống. Quách Hùng vội vàng lùi lại, trốn sau một gốc cây to, đồng thời ôm sáo trong lòng, cẩn thận quan sát động tĩnh của tưởng Ngọc Thanh. Tưởng Ngọc Thanh đang cúi đầu bất động. Khoảng 7-8 hơi thở sau. Tưởng Ngọc Thanh động. Động tác không hề có chút nào chậm chạp, không giống một con rối chút nào. Tưởng Ngọc Thanh như chó giữ bổ nhào xuống đất, dỗ một cây măng đang mọc lên từ trong đất ra. Dùng tay bóc từng lớp vỏ măng, chỉ để lộ phần măng non nhất bên trong tưởng ngọc thanh cầm lấy củ măng to bằng bắp tay nhai ngấu nghiến trắc 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 tưởng ngọc thanh nuốt nhanh phần măng đã nhai nát xuống bụng tiếp theo là cây khác tưởng ngọc thanh ăn liền bảy tám củ măng bụng phình lên dường như vẫn chưa thỏa mãn quách hùng ở bên cạnh nhìn mà lo lắng con măng nhuyễn này chỉ lo no bụng hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của vật chủ vật chủ này nếu bị chết no chẳng lẽ ngươi còn có thể sống sao ô ô ô quách hùng hít sâu một hơi thổi sáo âm sắc cổ xưa giản dị tràn ngập tưởng ngọc thanh chậm rãi quay đầu nhìn quách hùng sau đó hai mắt sáng ngời đi về phía quách hùng quách hùng rất căng thẳng quách hùng biết rất rõ lúc này người hắn đối mặt không phải là tưởng ngọc thanh mà là măng nhuyễn đang khoác da người của tưởng ngọc thanh không phải tộc ta ác có ý khác liệu nó có giết ta không sẽ không con măng nhuyễn này tự mình nuôi nó lâu như vậy nó nhất định sẽ báo đáp ân tình của mình quách hùng đặt sáo lên miệng thổi nhịp điệu ôn hòa dịu dàng tưởng ngọc thanh đi tới trước mặt quách hùng khóe miệng nhếch lên một nụ cười nụ cười ngây thơ lãng mạn giống như một đứa trẻ ngây thơ ngay trong khoảnh khắc này hốc mắt quách hùng ngấn lệ tất cả nỗ lực đều được đền đáp hắn yêu tưởng ngọc thanh mà giờ phút này tưởng ngọc thanh cũng vô cùng yêu hắn Loại tình cảm keo sơn gắn bó này nhất định là tình cảm đẹp nhất trên thế gian. Nếu đây không phải là tình yêu, vậy thì thế giới này không có tình yêu, ô ô ô, Quách Hùng xúc động thổi sáo. Tưởng Ngọc Thanh nghiêng đầu nghe tiếng sáo, sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu. Chỉ thấy Tưởng Ngọc Thanh chống hai tay lên cây đại thụ, tạo một tư thế vô cùng quyến rũ. Tốt, chính là chỗ này, nơi này phong cảnh không tệ. Quách Hùng đang say sưa trong tình yêu vội vàng lấy đồ nghề ra. Đúng lúc này. Cách đó khoảng hai ba mươi bước chân, trong rừng cây rậm rạp. Cửu cát đã dương cây đàn nhị lên. Dùng âm luật để câu thông với cổ trùng vốn là hạng mục mà cửu cát chuyên tâm nghiên cứu. Giờ phút này nhìn thấy Quách Hùng dùng sáo khống chế cổ trùng, cửu cát cũng được khai sáng, hắn quyết định thử xem biết đâu cây đàn nhị của mình cũng có thể câu thông với con trùng màu trắng sữa chui vào tai tưởng ngọc thanh kia. Dù sao âm luật đều có tương thông. Cho dù là nhị hồ hay là sáo, chung quy cũng chỉ là một loại thủ đoạn để phát ra âm thanh mà thôi. Cửu cát nhắm mắt lại, trong đầu hắn vang vọng âm thanh do quách hùng thổi sáo phát ra. Hắn muốn chắc lọc âm thanh này, tìm ra thứ căn bản nhất trong đó. Loại âm thanh này chỉ có cổ sư mới có thể chắc lọc ra, chỉ có cổ sư và cổ trùng mới có thể nghe được khi cổ ký sinh vào cơ thể người liền không còn là người thường nữa rồi chỉ thấy cửu các đột nhiên kéo dây đàn một âm thanh mà tai người thường gần như không thể nghe thấy được vang ra âm thanh kia cực kỳ có lực xuyên thấu khiến cho tâm nhãn cổ thủy tức cổ thiết bị cổ trong cơ thể cửu các đều khẽ rung lên cách đó mấy chục mét nhịn nhịn cả một ngày một đêm bị thứ tình cảm chân thành nhất trên thế gian này làm cho đầu óc mê muội quách hùng đang chuẩn bị thúc ngựa âm thanh vô hình kia xuyên qua ầm tưởng ngọc thanh đang tựa vào gốc cây bỗng dơ chân đá về phía sau chiêu này gọi là thần long bãi vĩ trắc tiếng cành cây gãy đoạn vang lên cửu các ngẩng đầu nhìn ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp trừng trúc Cảnh tượng trước mắt khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cửu các đành nhắm mắt lại chỉ thấy cách đó chừng mười trượng quách hùng bị kẹp giữa hai cây trúc to bằng miệng bát vẻ mặt thống khổ đông cứng lại nghẹn lời không nói nên lời cửu các lặng lẽ kiểm tra túi trữ vật phát hiện bên trong thế mà lại không có đang dược trị thương nào cả quách hùng chỉ là một phàm nhân vết thương nặng như vậy không biết có thể chịu đựng nổi hay không ngay lúc cửu các đang cho mày lo lắng thì tưởng ngọc thanh lại tự mình đi về phía quách hùng đang trọng thương tưởng ngọc thanh ngây ngốc nhìn quách hùng cười nụ cười ngây thơ trong sáng như một đứa trẻ đối diện với nụ cười thuần khiết ấy những giọt nước mắt to như hạt đậu của Quách Hùng thi nhau rơi xuống xen lẫn niềm vui và nỗi đau lâu sau cuối cùng Quách Hùng cũng thở hỗn hển tiếp tục giữ được mạng sống hắn nghiến răng lê từng bước đến chỗ đất trống nhặt cây sáo từ dưới đất lên thổi lên một khúc nhạc vô cùng phức tạp Tưởng Ngọc Thanh vẫn đứng im tại chỗ nụ cười ngây ngốc vẫn không hề thay đổi dường như không hề bị ảnh hưởng khoảng hơn một canh giờ sau cuối cùng tưởng ngọc thanh cũng hiểu ra vào khoảng giờ ngọ tưởng ngọc thanh cổng quách hùng đang bị thương nặng trên lưng con đường xuống núi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều cửu cát cũng phải dốc hết sức lực mới có thể theo kịp quách hùng chỉ trong nháy mắt tưởng ngọc thanh đã đến một thị trấn nhỏ dưới chân núi Thị trấn nhỏ dưới chân núi chính là Trấn Đại Khâu. Quách Hùng có một ngôi nhà nhỏ ở Trấn Đại Khâu. Hắn lấy ra một chiếc chìa khóa bằng đồng thau, mở cửa, cùng tưởng Ngọc Thanh đi vào trong sân nhỏ. Đóng cửa sân nhỏ lại. Quách Hùng nằm vật ra đất như bùn nhão, phần thân dưới của hắn lúc này vẫn còn bê bết máu. Trấn Đại Khâu Một ngôi nhà nhỏ vô danh. Quách Hùng lại một lần nữa bò dậy từ khoảng sân đầy cỏ dại quách hùng đã tê liệt tê liệt thì sẽ không còn đau nữa quách hùng rời khỏi sân nhỏ để tưởng ngọc thanh và tất cả đồ đạc lại chỉ mang theo hai lạng bạc đi về phía hiệu thuốc trong trấn tuy rằng hiện tại quách hùng vừa đói vừa mệt vừa khác nhưng vẫn chưa phải lúc để vào quán ăn hắn phải nhanh chóng tắm rửa nếu không một lúc nữa sẽ bị cảm lạnh mất mạng như chơi cơ thể của phàm nhân đúng là yếu đuối trấn đại khâu hiệu thuốc hồ ký Bên trong hiệu thuốc truyền đến tiếng la hét thảm thiết của một người phụ nữ đang sinh con. Một người đàn ông mặt mày tái nhợt, nửa người kết vảy máu, dựa vào ý chí kiên cường vô cùng, bước vào trong hiệu thuốc. Vị khách quan này, đại phu của chúng tôi đang đỡ đẻ cho người ta, thật sự không rảnh chữa trị, hay là ngài đổi hiệu thuốc khác đi. Tự ta cũng là dược sư, phiền cho ta một chậu nước nóng, một cái kéo, một ít vải sạch quách hùng vừa nói vừa móc từ trong ngực ra một lạng bạc tên tiểu nhị của hiệu thuốc nhận lấy một lạng bạc sau đó vội vàng bưng nước nóng lấy kéo và vải sạch đến quách hùng cầm một chiếc kéo lớn trong tiếng la hét thảm thiết của người phụ nữ đang sinh con dựa vào ý chí kiên cường tự cắt bỏ phần bị thương của mình tay hắn không hề run một chút nào ánh mắt sắc bén như dao tên tiểu nhị đứng bên cạnh nhìn mà toàn thân co rút nhịn không được lấy tay che mắt lại người này thật tàn nhẫn thế mà lại tự mình ra tay với chính mình sau khi cắt bỏ phần thịt nát da thối và quần áo rách nát quách hùng dùng nước nóng để rửa sạch rửa đến mức phần thịt của mình trắng bệch sau đó bôi thuốc trị thương lên sau khi bôi thuốc trị thương xong hai mắt quách hùng ngập tràn nước mắt xong rồi lần này coi như là xong đời tên tiểu nhị của hiệu thuốc rất tốt bụng đưa cho quách hùng một chiếc khăn tay để lau nước mắt sau khi lau khô nước mắt ánh mắt quách hùng lại một lần nữa trở nên sắc bén ánh mắt sắc bén này khiến tên tiểu nhị của hiệu thuốc giật mình chỉ thấy quách hùng lại móc trong ngực ra một lạng bạc ánh mắt như điện nói phiền huynh đệ mua cho ta ít đồ ăn rồi bốc cho ta ít thuốc bổ huyết được 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 tên tiểu nhị tham lam nhận lấy bạc sau đó rời đi quách hùng chờ từ trái sang phải tên tiểu nhị vẫn chưa quay lại chẳng lẽ tên tiểu nhị kia lấy bạc của hắn bỏ trốn rồi một lần đưa cho nhiều quá quách hùng tổng cộng đưa cho hai lạng bạc tên tiểu nhị kia không nỡ đưa số tiền lớn như vậy cho ông chủ hiệu thuốc vì vậy liền cũng bạc bỏ trốn nước mắt quách hùng lại một lần nữa trào ra trên người chỉ còn hai lạng bạc điều này có nghĩa là hắn phải quay về lấy thêm bạc hiện tại hắn đang bôi thuốc nếu cứ thế này mà đi về một lát nữa lại phải bôi lại nỗi đau đó sẽ lại ập đến một lần nữa ngay lúc quách hùng đang lòng nóng như lửa đốt thì tên tiểu nhị bưng một hộp thức ăn chạy tới nhìn thấy tên tiểu nhị bưng hộp thức ăn chạy về quách hùng run run môi nói trên đời này vẫn còn nhiều người tốt bên trong hộp thức ăn có rượu có thịt toàn là sơn hào hải vị lúc này quách hùng đã đói lả người cho dù ăn cái gì cũng đều là mỹ vị nhân gian chưa ăn hết một hộp thức ăn quách hùng đã no đến mức không chịu nổi tiếp theo hắn phải dùng ngân châm châm vào phía dưới tuy rằng thân thể đã không còn nguyên vẹn nhưng ít nhất hắn vẫn có thể di chuyển tự do lúc này một bà đỡ bế đứa bé đến trước mặt quách hùng lão gia ngài xem là con trai quách hùng liếc nhìn bà đỡ nghiến răng nghiến lợi nói ra một chữ cúc một quán trọ trong trấn nhỏ cửu cắt chậm rãi ăn hết cá và tiết canh trên bàn để lại một đồng tiền cửu cát chống gậy rút chậm rãi rời đi. Lúc này Quách Hùng đang ở trong hiệu thuốc, tự mình động kéo vào người, tên đó cho dù y thuật có cao minh đến đâu thì nhất thời cũng không thể khỏi ngay được, chi bằng nhân cơ hội này đến nhà hắn xem thử. Đến ngôi nhà nhỏ của Quách Hùng. Cửu cát khẽ vận công, thi triển thân pháp lạc diệp phiêu, ung dung đáp xuống sân nhỏ. Cửu cát vừa đáp xuống. Tưởng Ngọc Thanh đang đứng trong sân ngây ngốc nhìn cửu cát, không nói cũng không động đậy. Lúc này tưởng Ngọc Thanh chẳng khác nào một con sâu bỏ khoác da người, nàng ta chỉ có sự tò mò đối với cửu cát. Con trùng đang điều khiển tưởng Ngọc Thanh là loại ăn măng, điều này có nghĩa là tính công kích của nó rất yếu, nếu là những loại trùng khác, e rằng lúc này đã bắt đầu giết chóc rồi. Cửu cát không để ý đến tưởng Ngọc Thanh, mà đi mở túi vải của Quách Hùng. Bên trong túi vải của Quách Hùng có một cây sáo và một cuốn sách cổ. Trên cuốn sách cổ có ba chữ, Quân Trùng thư. Chính là thứ này. Cửu Các mừng rỡ, vội vàng lật xem. Cửu Các đọc sách rất nhanh, không phải vì hắn có bản lĩnh nhìn lướt qua là nhớ, mà là hắn đọc sách thường chỉ xem đại khái, không xem chi tiết. Một cuốn sách cho dù chữ có nhiều đến đâu thì tiêu đề cũng rất ít, chỉ cần xem lướt qua tiêu đề, đại khái cũng biết được cuốn sách này nói về cái gì. Còn về chi tiết của cuốn sách này, đợi đến khi cửu các có được rồi sẽ từ từ xem sau cũng không muộn rất nhanh cửu các đã xem lướt qua huân trùng thư từ đầu đến cuối đây là một cuốn sách về thuật điều khiển trùng thuật điều khiển trùng thuộc về một loại trong số các loại cổ thuật cùng với cổ thuật mà cửu các đang tu luyện là hai nhánh khác nhau của cổ thuật thời viễn cổ dùng giòi bọ để ăn thịt thối rửa trên người người bị thương để chữa bệnh dùng mật ong để nuôi ong mật để ăn chính là cổ thuật thời viễn cổ nguyên thủy nhất cổ thuật thời viễn cổ không hề tà ác là phương pháp sử dụng trùng do người xưa đúc kết ra trong quá trình sinh tồn có lẽ thuật điều khiển trùng mới là chính thống của cổ thuật thời viễn cổ việc đưa cổ trùng vào cơ thể người từ đó khiến người ta có được yêu mạch có thể tu luyện là con đường do tiểu câu hoàng hậu triều đại chu tự mình nghiên cứu ra trong huân trùng thư có ghi chép chi tiết làm thế nào để dùng âm thanh của sáo để điều khiển cổ trùng sau đó lại dùng cổ trùng để điều khiển con người nội dung bên trong rất nhiều hiện tại cửu các không có thời gian xem kỹ cửu các cầm huân trùng thư quay đầu nhìn tưởng ngọc thanh đang ngây ngốc bên trong cơ thể tưởng ngọc thanh có điều cũng chỉ là một con trúc nhuyễn theo ghi chép trong huân trùng thư thì con trúc nhuyễn này chỉ có tuổi thọ một hai năm hơn nữa không thể tu luyện thành yêu trúc nhuyễn có khả năng sinh sản Phương thức sinh sản của nó là phân chia, một khi đã ký sinh vào cơ thể người, trúc nhuyễn sẽ bắt đầu phân chia, cứ cách 7 ngày sẽ phân chia một lần, một con biến thành hai con, hai con biến thành bốn con, bốn con biến thành 8 con, 8 con biến thành 16 con, 16 con biến thành 256 con. Cho dù là ai, chỉ cần bị trúc nhuyễn ký sinh, thì tuyệt đối không thể sống quá một tháng. Một tháng sau, bên trong cơ thể tưởng Ngọc Thanh sẽ có hơn 6 vạn con trùng, đủ để hòa tan nàng ta hoàn toàn biến thành một bãi thịt nhão cửu cát chậm rãi tiến lại gần tưởng ngọc thanh lúc này cửu cát đang nhắm mắt phải tưởng ngọc thanh ngây ngốc nhìn cửu cát đột nhiên cửu cát mở mắt phải ra một con cổ trùng da xanh phản chiếu vào trong đồng tử của tưởng ngọc thanh tưởng ngọc thanh sợ hãi biến sắc a à, tưởng ngọc thanh phát ra một tiếng hét chói tai nàng ta giơ tay đánh ra một chưởng luồng trưởng phong mạnh mẽ đánh thẳng về phía cửu cát tưởng ngọc thanh là võ sư ngũ phẩm có thể phóng chân khí ra ngoài trưởng này thế mà lại đánh bay cửu cát rầm 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 cửu cát đâm vào chậu hoa trong sân cửu cát lộn người một cái chạy trốn khỏi sân nhỏ tưởng ngọc thanh lúc này chẳng khác nào một con trùng ngốc nghếch cửu cát không cần thiết phải chấp nhặt với một con trùng ngốc nghếch một lát sau cửu cát đến cổng thành bằng đất nơi này là nơi ra vào của thị trấn nếu quách hùng muốn rời khỏi thị trấn thì chỉ có thể đi qua nơi này cửu cắt dựng cây đàn nhị lên vận chuyển tâm pháp nhất hồ túy nguyệt chân khí trong cơ thể theo kinh mạch tự nhiên lưu chuyển khí huyết bị tưởng ngọc thanh đánh lén một chưởng vừa rồi dần dần bình phục lại khoảng chiều tối quách hùng ung dung trở về nhà mở cửa sân nhỏ ra một bóng người liền nhào về phía quách hùng lao thẳng vào lòng hắn Lúc này tưởng Ngọc Thanh nước mắt lưng tròng, đầy vẻ tuổi thân, giống như một đứa trẻ vừa xa mẹ về. Quách Hùng vội vàng đóng cửa sân, nhìn khoảng sân ngổn ngang đồ đạc. Sao ngươi lại vứt đồ đạc lung tung thế này? Ta chỉ là đi xử lý vết thương, bôi thuốc thôi, sẽ không bỏ ngươi đi đâu. Quách Hùng vội vàng cúi người nhặt, huân trùng thư, lên. May mà, huân trùng thư, không bị tưởng Ngọc Thanh xé rách, chỉ là bị rơi lung tung trên mặt đất. Quách Hùng tức, huân trùng thư, đi một cách cẩn thận, sau đó dọn dẹp qua khoảng sân bừa bộn. Trong lúc đó, tưởng Ngọc Thanh vẫn luôn nước mắt lưng tròng, đầy vẻ tuổi thân đi theo Quách Hùng, sợ hắn lại bỏ đi. Ngươi đứng đó đi. Quách Hùng thuận miệng nói. Nghe vậy, tưởng Ngọc Thanh gật đầu. Ngươi nghe hiểu ta nói rồi sao, Quách Hùng mừng rỡ. Tưởng Ngọc Thanh lại lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Có lẽ là do đã ký sinh vào cơ thể người, trí lực của Trúc Nguyễn tăng trưởng rất nhanh, mới có mấy ngày mà đã có trí lực của một đứa trẻ 1-2 tuổi. Có lẽ một hai tháng nữa, tưởng Ngọc Thanh bị Trúc Nguyễn điều khiển sẽ có thể nói chuyện bình thường với mình. Đáng tiếc là tưởng Ngọc Thanh nhiều nhất chỉ có thể sống được một tháng. Trong một tháng này, Quách Hùng muốn để tưởng Ngọc Thanh giúp mình làm một việc rất quan trọng. Chỉ thấy Quách Hùng đi vào trong nhà, tưởng Ngọc Thanh tò mò đi theo vào. Tiếp đó, quách hùng dùng sức đẩy một chiếc bàn gỗ nặng nề phủ đầy bụi bặm ra đếm từ trái sang phải ba viên gạch sau đó bắt đầu gõ gạch gõ xuống một viên gạch sau đó mò mẫm trong lớp bụi của viên gạch lấy ra một chiếc nhẫn ngọc bích đen tuyền cổ xưa quách hùng đưa chiếc nhẫn ngọc cho tưởng ngọc thanh sau đó trịnh trọng nói giúp ta mở chiếc nhẫn này ra lấy cái bầu hồ lô đen bên trong ra nghe vậy tưởng ngọc thanh lộ ra vẻ mặt ngơ ngác quách hùng biết ngay là không đơn giản như vậy trúc nguyễn mới chỉ ký sinh vào cơ thể người tuy rằng đã có được đôi mắt và thính giác của con người nhưng tuyệt đối không thể nào trong thời gian ngắn ngủi mà đã có thể nghe hiểu tiếng người hắn chỉ có thể dùng ngôn ngữ của cổ để miêu tả mới có thể chỉ huy tưởng ngọc thanh làm việc mình muốn làm quách hùng lấy sáo ra bắt đầu thổi dưới chân đại khâu sơn trong màn đêm đen kịt một thị trấn nhỏ quách hùng thổi sáo Cửu Các kéo đàn nhị. Một người ở trong thị trấn, một người ở cổng thành của thị trấn. Đến nửa đêm, Quách Hùng thật sự mệt mỏi rã rời, chỉ có thể nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi. Thế nhưng Cửu Các vẫn không ngừng kéo đàn. Xung quanh cổng thành bằng đất không có nhà dân, cho dù có kéo đàn thâu đêm suốt sáng cũng sẽ không làm phiền đến ai. Khoảng 2-3 giờ sáng, Cửu Cát đột nhiên ngừng chơi đàn. Hắn cất cây đàn nhị đi, sau đó lấy trường kiếm bạch xà từ trong túi trữ vật ra của tay rung lên trường kiếm bạch xà dựng thẳng đứng tiếp đó đột nhiên vung kiếm chém ra xoẹt một tiếng một đạo kiếm khí chém ngang chui ra bức tường thành bằng đất sét bị kiếm khí chém ra một lỗ hổng lớn phóng thích chân khí ra ngoài là dấu hiệu của võ sư ngũ phẩm ngày hôm sau mặt trời lên cao ba sào trong giấc mơ đêm qua quách hùng lại nảy ra ý tưởng mới có lẽ có thể thành công đêm qua quách hùng căn bản không hề cởi quần áo cũng không rửa mặt hắn lồng cồn bò dậy khỏi giường thuận tay sờ trúng cây sáo hít sâu một hơi ô ô ô quách hùng lại một lần nữa thổi sáo nhưng tưởng ngọc thanh vẫn không nhúc nhích nàng ta tò mò nhìn quách hùng không biết hắn đang thổi cái gì không biết qua bao lâu tưởng ngọc thanh vỗ vào túi trữ vật đổ ào ào ra một đống đồ ha 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 thành công rồi quách hùng vui mừng nhảy cẩn lên như điên như dại quách hùng lại tiếp tục thổi tưởng ngọc thanh cầm chiếc nhẫn ngọc bích đen tuyền vẫn là vẻ mặt ngơ ngác quách hùng vẫn không bỏ cuộc công sức không phụ lòng người chỉ trong thời gian một nén nhang cuối cùng tưởng ngọc thanh cũng lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh nàng ta vỗ vào chiếc nhẫn ngọc bích đen tuyền từ bên trong rơi ra một cái bầu hồ lô đen quách hùng hai tay run rẩy nhặt cái bầu hồ lô đen lên bước tiếp theo chính là lấy cổ trùng bên trong cái bầu hồ lô đen ra đối với một người bình thường mà nói bước này khó như lên trời nhưng đối với võ sư mà nói lại dễ như trở bàn tay bây giờ vẫn chưa phải lúc để cấy ghép còn phải chuẩn bị một số thứ lúc này quách hùng mới cảm thấy bụng đói cồn cào lúc này mặt trời đã lên cao ba sào sắp đến giờ ăn trưa sau khi cất đồ đạt đi Quách Hùng đẩy cửa đi ra ngoài. Quách Hùng vừa mới bước ra khỏi cửa, cửu cát đã lặng lẽ lẻ lẻn vào phòng từ cửa sổ. Lúc này tưởng Ngọc Thanh đang ở trong sân, không phát hiện ra cửu cát. Tên Quách Hùng kia tuy là người bình thường, nhưng làm việc lại không ngủ không nghỉ, hết lòng hết sức, khiến cửu cát cũng phải bội phục. Người có ý chí kiên định mới có thể đạt được thành tựu lớn. Cửu cát quan sát sơ qua đồ đạc trong phòng, không hề động vào bất cứ thứ gì, sau đó lặng lẽ rời đi bên trong căn phòng cất giấu một cái bầu hồ lô đen bên trong ít nhất rất có thể có một quả trứng cổ nhưng cũng có thể là trứng trùng tám chín phần mười là quách hùng muốn tự mình sử dụng quả trứng cổ này trở thành cổ sư vậy thì cứ để hắn làm người thử cổ ngoài ra trong căn phòng này còn có một số thứ mà cửu cát không nhìn ra bên trong căn phòng nhỏ bé thế mà lại giấu một cái lò luyện đan hơn nữa còn được xây chung với căn nhà Quách Hùng sắp xếp như vậy, chắc chắn là có dụng ý sâu xa, mình cứ việc chờ xem là được. Quách Hùng ăn một bát hoành thánh ở quán ăn ven đường trong Trấn Đại Khâu. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, Quách Hùng không ăn quá no, chỉ ăn no khoảng 7 phần. Tiếp đó, Quách Hùng lại đi đến hiệu thuốc. Bốc hai thang thuốc. Đẩy cửa sân nhỏ ra. Quách Hùng trở về nhà. Tưởng Ngọc Thanh đứng trong sân, ngây ngốc nhìn Quách Hùng. Hô! Quách Hùng thở dài một hơi. Quách Hùng mở cửa đi vào phòng, cách bài trí trong phòng không hề thay đổi. Quách Hùng mở một cái nắp sắt được gắn trên tường ra, đây thế mà lại là một cái lò luyện đan kỳ lạ. Cái lò luyện đan này được xây chung với bức tường, cho dù là đạo chích có đến, thì cũng chỉ có thể nhìn lò than thở. Quách Hùng trực tiếp nhét hai thang thuốc vào trong cái lò luyện đan kỳ lạ. Bột, đóng nắp lại. Mà lúc này, Lò luyện đang còn chưa nhóm lửa. Hành động này của Quách Hùng khiến Cửu Các đang ở trên mái nhà không khỏi khó hiểu. Theo như kiến thức luyện đan mà Cửu Các nắm được, nếu muốn luyện đan, nhất định phải đun nóng lò luyện đan trước, sau đó mới lần lượt cho dược liệu vào, thứ tự cho dược liệu vào cũng không được sai, nếu không sẽ luyện ra đan dược hoàn toàn khác. Thế mà hiện tại Quách Hùng còn chưa nhóm lửa, đã trực tiếp ném hết dược liệu vào trong. Đây là đan luyện đan sao? rõ ràng là đang hầm thôi chỉ thấy quách hùng một tay cầm cái bầu hồ lô đen một tay cầm sáo đẩy cửa đi ra ngoài đến sân nhỏ quách hùng đưa cái bầu hồ lô đen cho tưởng ngọc thanh đang ngây ngốc sau đó hít sâu một hơi thổi vào sáo tưởng ngọc thanh lập tức hiểu ra nàng ta nhẹ nhàng vỗ vào cái bầu hồ lô đen một quả trứng trùng màu đỏ liền bị nàng ta vỗ ra ngoài quách hùng cẩn thận nhận lấy sau đó tìm một cái bát nước đặt quả trứng trùng vào trong bát nước tiếp đó ngửa đầu lên cục 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 một bát nước cùng với một con cổ trực tiếp trôi xuống bụng quách hùng im lặng cảm nhận một lúc lâu cũng không phát hiện ra bản thân có gì thay đổi không thể nào quách hùng lẩm bẩm vừa dứt lời a à, quách hùng phát ra một tiếng hét thảm thiết bỗng nhiên một vệt cân xanh nổi lên trên cổ quách hùng vệt gân xanh ấy lan từ cổ hắn bò lên trên đầu da mặt trán rồi cả giái tay hắn lần lượt nổi lên tựa như có một con trùng lớn bằng ngón tay đang bò lúc nhúc bên dưới da hắn a a a con trùng to bằng ngón tay bò lúc nhúc trên mặt quách hùng khiến hắn đau đớn đến mức lăn lộn trên đất cũng may là sau khi con trùng bò một vòng trên đầu quách hùng nó liền từ trên đầu chui vào trong cơ thể bắt đầu bò loạn trên người hắn quách hùng đột nhiên đứng bật dậy nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài, sau đó cởi cả nội y, để lộ toàn bộ phần ngực và lưng trần. Có thể nhìn thấy rõ ràng một con trùng to bằng ngón tay đang bò lúc nhúc trên da thịt Quách Hùng. Quách Hùng xông vào trong nhà. Lấy ra từ trong bọc đồ một hàng ngân châm, rồi chọn một cây ngân châm dài chừng một thước, đâm thẳng vào huyệt đạo dưới nách mình. Ngân châm đâm vào huyệt đạo, vừa vặn chặn đường đi của con trùng, buộc nó phải đổi hướng. Quách Hùng nhanh chóng vận châm, liên tiếp đâm ba châm vào vùng nách và cánh tay con trùng chạy đâm ngang chạy đâm dọc cuối cùng chui vào cánh tay phải của quách hùng sau khi con trùng chui vào cánh tay quách hùng rút từng cây ngân châm đã đâm vào nách và cánh tay ra men theo đường bò của con trùng mà đâm xuống ép con trùng phải bò tới tận lòng bàn tay hắn khi ép được con trùng bò tới huyệt lao cung ở giữa lòng bàn tay quách hùng liền đâm liên tiếp bảy châm lên cổ tay phong bế toàn bộ huyệt đạo trên cổ tay buộc con trùng chỉ có thể nằm yên ở lòng bàn tay hắn. Cơ thể con trùng sưng phòng dần dần thu nhỏ lại. Trên lòng bàn tay Quách Hùng xuất hiện một con rết đỏ dữ tợn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chui ra khỏi lòng bàn tay. Quách Hùng vội vàng lao ra khỏi phòng, đi tới chỗ bếp lò ở bên ngoài. Căn phòng này trông có vẻ là nhà ở của thường dân nhưng thực chất là một lò luyện đan, bên ngoài có bếp lò, là nơi để thêm củi nhóm lửa. Dưới bếp đã chất sẵn một đống than củi lớn, Quách Hùng nhét bùi nhùi vào, sau đó duỗi tay phải ra, nhe răng trợn mắt gầm lên một tiếng về phía bùi nhùi. Xì. ầm, um, một luồng khói đen bốc lên, một tia lửa nhỏ bắn ra từ lòng bàn tay phải của Quách Hùng. Bùi nhùi trong bếp lò bắt lửa, trong nháy mắt đã bùng lên ngọn lửa hừng hực. Quách Hùng lấy một chiếc quạt mo ra ra sức quạt, khói đen từ bếp lò bốc lên mù mịt, phả vào mặt Quách Hùng điều kỳ lạ là khói đen không những không khiến quách hùng bị sặc mà ngược lại còn khiến hắn say sưa hít vào mấy hơi như thể khói đen có mùi thơm đặc biệt nào đó quách hùng vừa quạt lửa vừa hít khói đen càng hít càng hăng say một lát sau trong miệng hắn cũng phun ra khói đen khoảng một canh giờ sau trong lò luyện đang truyền ra mùi khét lẹt mùi này quả thực rất hôi thối cửu cát đang nấp trên mái nhà phải chạy ra tận ngoài sân để tránh một lát sau ầm trong sân vang lên một tiếng nổ trầm đục hình như là lò luyện đang bị nổ cửu cắt lại lặng lẽ lẻ lẻn vào sân dễ dàng bay lên mái nhà nhìn xuống phía dưới qua lỗ hổng vừa mới bị nổ quách hùng bị hung khói đen đến mức toàn thân đen nhẽm đang dùng một chiếc mui gỗ moi móc thứ gì đó dưới đáy lò đang nóng hổi xì quách hùng đau đớn đến mức nhe răng trợn mắt trên cổ tay hắn vẫn còn cắm bảy tám cây ngân châm những cây ngân châm này chạm vào lò luyện đang khó tránh khỏi bị nóng quách hùng nhìn con rết đỏ máu trên lòng bàn tay phải trên mặt lộ vẻ do dự cuối cùng quách hùng vẫn như ma xui quỷ khiến rút hết ngân châm ra mà con rết đỏ máu kia vẫn ngoan ngoãn nằm yên ở lòng bàn tay hắn không nhúc nhích quách hùng tiếp tục thò tay vào lò luyện đang moi móc hắn nhanh chóng moi ra được một lớp đen thui đó là bả thuốc bên trong chứa đầy hỏa độc thứ này đối với người tu hành mà nói đúng là kịch độc. Thảo nào phải luyện đan như vậy? Tên Quách Hùng này chỉ muốn lấy bả thuốc. Chỉ thấy Quách Hùng nhét bả thuốc trên tay vào miệng, sau đó nhai ngấu nghiến, ăn đến mức đen xì cả miệng. Gần được rồi. Cổ trùng chưa rõ tên, ăn bả thuốc, có thể phóng hỏa. Hình như là một con cổ trùng rất lợi hại. Cửu cắt lặng lẽ rời đi, đến một quán trọ gần đó, tìm một căn phòng trên lầu. Vào phòng. Cửu Các lấy từ trong túi trữ vật ra một bộ y phục bộ khoái và một chiếc mặt nạ sắt đen. Thay bộ y phục bộ khoái màu đen, Cửu Các lại lấy ra từ trong túi trữ vật 20 thanh phi đao vô quang. Mắt phải Cửu Các bắt đầu chảy nước mắt. Dùng lưỡi phi đao vô quang lau nước mắt. Một lát sau, 20 thanh phi đao vô quang đều được tẩm độc tâm nhãn cổ. Cất 20 thanh phi đao vô quang vào túi trữ vật, Cửu Các đeo chiếc mặt nạ sắt chỉ lộ một mắt một tên phàm nhân vừa mới có được cổ trùng, một tên ngũ phẩm võ sư thần trí bất minh, tuyệt đối không thể là đối thủ của y để tránh đêm dài lắm mộng, ra tay ngay bây giờ. Trong sân, tưởng Ngọc Thanh đang đứng bất động bỗng nhiên co giật, sau đó lật mắt ngã xuống đất. Một tên bộ khoái đeo mặt nạ sắc mặt áo đen trèo tường vào, rút phi đao vô quan trên người tưởng Ngọc Thanh ra. Dễ như trở bàn tay. Rầm, cửu các đẩy cửa bước vào. Lúc này Quách Hùng đang bưng một bát lớn ăn bả thuốc. Quách Hùng đầy miệng đen xì ngẩn phát đầu lên, nhìn thấy tên áo đen bộ khoái ở cửa và ánh mắt sắc bén của hắn. Không làm chuyện mờ ám, chẳng sợ người gõ cửa nửa đêm, Quách Hùng. Ngươi tu luyện cổ thuật, chứng cứ rõ ràng, đi theo ta một chuyến. Cửu Cát lạnh lùng nói. Không thể nào. Ta chỉ vừa mới có được hỏa độc cổ, ngươi làm sao tìm được tới đây, Quách Hùng vẻ mặt không thể tin được. Phật ngân xà kiếm đâm xuyên qua ngực Quách Hùng. Rút kiếm. Quách Hùng chết. Cửu Các phẩy tay, máu trên ngân xà kiếm bị hất ra ngoài. Rút một chiếc nhẫn ngọc màu đen từ ngón trỏ tay phải Quách Hùng ra. Thâm nhập chân nguyên vào trong. Đây là một chiếc nhẫn trữ vật, trọng khoảng 4 thước vuông, còn túi trữ vật chỉ có 3 thước vuông, thêm một thước này có thể để vừa một thanh trường kiếm, đồ đạc có thể chứa ít nhất cũng phải tăng gấp đôi. Tuy nhiên bên trong không có thứ gì, trống rỗng. Chiếc nhẫn ngọc đen này thích hợp nhất để đựng phi đao vô quan. Nếu dùng túi trữ vật để đựng phi đao vô quan, lúc sử dụng cửu cát còn phải vỗ vào túi trữ vật một cái, còn nếu dùng chiếc nhẫn ngọc đen này, chỉ cần phải tay là phi đao đã ở trong tay, có thể bớt đi động tác vỗ túi trữ vật, trong chiến đấu rất có ích. Cửu cát lập tức chuyển 20 thanh phi đao vô quan vào trong nhẫn ngọc đen. Tiếp đó, Cửu các tìm thấy chiếc hồ lô da đen, truyền chân nguyên vào trong. Bên trong hồ lô không có gì. Một chiếc nhẫn trữ vật, một chiếc hồ lô da đen, chỉ để đựng một quả trứng cổ trùng, xem ra con hỏa độc cổ này lai lịch bất phàm. Hồ lô da đen quá nhiều, giữ lại cũng vô dụng, cửu các ném nó sang một bên, định bụng mang đi đốt. Đã thuận lợi lấy được, huân trùng thư. Ngoài ra, trên người quách hùng chỉ có vài lượng bạc vụn. Cửu cát ném hồ lô da đen và cây hương bằng đất vào bếp lò, sau đó đi ra khỏi căn nhà nhỏ. Trong sân nhỏ, tưởng Ngọc Thanh đã trúng độc hôn mê, dưới người nàng là túi trữ vật của nàng và một đống đồ lặt vặt. Cửu cát kiểm tra đống đồ lặt vặt, không có gì đáng giá, thế là dứt khoát cất hết vào túi trữ vật của tưởng Ngọc Thanh. Bế tưởng Ngọc Thanh đang hôn mê vào trong phòng. Cửu cát rời khỏi sân nhỏ. Khoảng nửa nén nhang sau, một chiếc xe ngựa dừng trước cổng sân nhỏ mang quan tài rỗng vào trong đi cửu các phân phó hai tên phu xe ngựa khiêng một chiếc quan tài rỗng vào trong sân nhỏ hai người ra ngoài đi cửu các lại phân phó vị quan gia này tiền công của phu xe ngựa bọn tiểu nhân đều tính theo ngày một tên phu xe ngựa nói yên tâm sẽ không thiếu tiền công của hai người đâu trước khi trời tối nhất định sẽ thanh toán cho hai người Cửu cát nói xong liền đi vào trong sân nhỏ, đóng cửa sân lại. Cửu cát mở cửa phòng, một tay nhất quách hùng nhét vào trong quan tài, sau khi đóng nắp quan tài, cửu cát lại đi vào trong phòng. Đại khâu trấn. Sân nhỏ mà quách hùng bí mật chế tạo cổ trùng. Một chiếc quan tài lạnh lẽo nằm giữa sân nhỏ. Trong phòng. Vẫn còn một người phụ nữ đang hôn mê. Tưởng Ngọc Thanh của Vi Gia Bảo. Lúc này, thân thể tưởng Ngọc Thanh rất yếu, nàng không chỉ trúng độc tâm nhãn cổ, toàn thân tê liệt mà trên người còn có hai con trúc nhuyễn. Trúc Nhu có khả năng sinh sôi nảy nở, có thể hình thành bầy đàn. Theo hiểu biết của cửu các về cổ đạo, chỉ cần khí tức của tâm nhãn cổ thâm nhập vào trong cơ thể tưởng Ngọc Thanh thì 89 phần 10 là có thể đuổi được Trúc nhuyễn. Dù sao Trúc nhuyễn cũng không được coi là cổ trùng chân chính, loại trùng này chưa từng trải qua chém giết trong hũ trùng, còn chưa được coi là cổ trùng nguyên thủy. Hơn nữa độc tâm nhãn cổ trong cơ thể tưởng Ngọc Thanh cũng cần cửu cắt ra tay cứu chữa. Cửu cắt chỉ cần cho tưởng Ngọc Thanh một thứ là có thể giải quyết được. Trầm, tưởng Ngọc Thanh bị ấn ngã xuống giường. Cửu cắt bắt đầu cứu người. Ngoài sân nhỏ, hai tên phu xe ngựa thấy trời sắp tối mà tên quan sai đeo mặt nạ sắt vẫn chưa ra khỏi sân nhỏ. Ngư đảng ngươi nói xem có phải tên quan sai kia chuồn rồi không chắc là không đâu chúng ta có đáng giá mấy đồng hơn nữa chẳng phải xe ngựa với cá sân này còn ở đây sao tên phu xe ngựa tên cá trứng gãi đầu nói không thể nói trước được thời buổi này kẻ lừa đảo nhiều lắm ngươi xem hắn mặc bộ y phục bộ khoái chưa chắc đã là quan sai thật quan sai thật thì ai lại đeo mặt nạ chứ ngươi nói cũng có lý vậy ngươi nói xem phải làm sao chúng ta vào trong xem thử như vậy không ổn đâu. Có gì mà không ổn, lỡ như hắn chạy rồi, chúng ta không lấy được tiền công thì biết làm sao. Bức tường cao như vậy, làm sao trèo vào được. Cũng không cần trèo tường, ngươi cổng ta lên, nhìn xem vị quan gia kia còn ở đó không, nếu còn thì chúng ta tiếp tục đợi, nếu không còn thì chúng ta đi báo quan. Ý kiến hay đấy. Hai tên phu xe ngựa đều rất lực lưỡng, ngư đảng dẫm lên người huynh đệ, hai tay bám vào tường, nhìn vào trong sân ngư đảng nhìn thấy quan gia chưa ừm nhìn thấy rồi quan gia đang làm gì sao vẫn chưa ra À. quan gia đang bận ngư đảng nói bận gì cơ ngư đảng ngư đảng sao ngươi không nói gì ngư đảng ngươi làm gì vậy ngươi cởi thắt lưng làm gì quần của ngươi che mất tầm mắt của ta rồi. Tên phu xe ngựa bên dưới ngư đảng hoảng hốt kêu lên. Thế nhưng ngư đảng như điếc không nghe thấy. Ngư đảng. Nhanh kéo quần lên đi, che hết mắt ta rồi. Được. Ta kéo lên ngay đây. Lúc ngư đảng kéo quần lên, tên huynh đệ bên dưới ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy, sau đó thốt lên một câu, mẹ kiếp. Trong phòng của sân nhỏ. Tưởng Ngọc Thanh đang ghé vào cửa sổ, thân thể khẽ rung lên, sau đó hai bên tai nàng bò ra một con trùng trắng nõn. Cửu cát nhanh chóng bắt hai con trúc nhuyễn bỏ vào hồ lô da đen, sau đó vội vàng rời khỏi phòng. Cửu cát mở cửa sân. Hai tên phu xe ngựa đang ở ngoài chỉnh trang quần áo. Hai người đang làm gì vậy? Không. Không làm gì cả. Mau vào kiên quan tài. Cửu cát phân phó. Vâng. Vâng, quan gia hai tên phu xe ngựa vội vàng khiên quan tài lên xe ngựa. Cửu cắt lấy ra hai lượng bạc, hai tên phu xe ngựa mỗi người một lượng. Tiếp đó, cửu cắt vung roi, đánh xe ngựa rời đi nhanh chóng. Ngư đảng. Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Hắc tử. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, chúng ta cùng làm đi. Được. Một nữ nhân da thịt trắng trẻo nõn nà như vậy, bây giờ lại còn đang hôn mê, không làm thì uổng phí hai tên phu xe ngựa vừa nhận được bạc xông vào trong sân nhỏ sau đó khóa trái cửa sân từ bên trong tiếp đó hai tên phu xe ngựa đi vào phòng lao về phía tưởng ngọc thanh đang xốc xếp y phục tưởng ngọc thanh đang hôn mê bỗng nhiên mở mắt vỗ vào túi trữ vật một cái lấy ra một thanh trường kiếm vung tay một kiếm chém ra một đạo kiếm khí xẹt qua hai cái đầu của hai tên phu xe ngựa bay lên trời tưởng ngọc thanh ôm đầu Đầu nàng rất đau Dược lực của tán hồn đang vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan Tưởng Ngọc Thanh ít nhất phải điều dưỡng hơn một tháng mới có thể hoàn toàn hồi phục Thực ra tưởng Ngọc Thanh đã tỉnh từ lâu Nàng chỉ giả vờ hôn mê, giả vờ gần nửa canh giờ Tưởng Ngọc Thanh đưa tay lên sờ môi mình Trong đầu toàn là hình ảnh tên bộ khoái đeo mặt nạ đen kia Rốt cuộc hắn là ai? Cửu cắt đánh xe ngựa lao ra khỏi đại khâu trấn, phi nhanh trên quan đạo từ đại khâu trấn đến thành lâm giang phải mất hai ngày đường nhưng nếu đi suốt đêm thì chỉ cần một ngày một đêm tối nay cửu cát quyết định đi suốt đêm sáng sớm hôm sau ở một nơi hoang vắng cửu cát mở nắp quan tài bên trong quan tài có một con rết đỏ khổng lồ và một nửa thi thể lúc này con rết đã chết cửu cát tìm thấy một quả trứng cổ trùng màu đỏ trong nửa thi thể cất quả trứng vào hồ lô da đen sau đó rắc một ít bột hóa thi vào trong quan tài. Tiếp đó, cửu cắt bỏ lại xe ngựa, chạy bộ trên quan đạo. Hơn một canh giờ sau, cửu các đeo mặt nạ sắt đến một thị trấn mới, tìm một quán trọ ở trọ, ngủ một giấc đến tận buổi chiều. Buổi chiều, cửu cắt thay trang phục người mù trong quán trọ, đến tiệm xe ngựa trong trấn thuê một chiếc xe ngựa khác. Thuê xe ngựa rẻ hơn so với mua xe ngựa, hơn nữa còn có phu xe ngựa, không cần cửu cát tự mình đánh xe. Xe ngựa lại lên đường. Trên đường đi. Cửu cát vừa kéo đàn nhị, vừa thông dong tiến về phía trước. Khoảng giờ dậu ngày thứ hai. Cửu cát trở về thành Lâm Giang. Thành Lâm Giang. Kỳ Hoàng Đường. Hậu viện. Chỉ có Tiểu Thúy và Hà Thục Hoa. Tiểu Thúy khi thì dùng tay đỡ eo Hà Thục Hoa, khi thì dùng tay áp vào lưng Hà Thục Hoa, giống như đang giúp nàng chỉnh lại dáng người. Tiểu Thúy đi vòng quanh Hà Thục Hoa một vòng, gật đầu hài lòng nói, được rồi. Nhìn từ bên ngoài căn bản không nhìn ra được trên người tỷ tỷ giấu một thanh đao. Tuyệt kỹ giấu trường đao này của muội thật sự có thể lấy mạng người ở cấp bậc cao hơn sao? Chỉ có thể giết đàn ông, Tiểu Thúy giải thích. Đàn ông sẽ cởi cúc áo của tỷ, bị dung mạo của tỷ hấp dẫn. Tiểu Thúy vừa nói vừa đưa tay cởi cúc áo Hà Thục Hoa. Đàn ông sẽ nhìn ngược tỷ, sau đó hai tay nắm chặt lấy cổ áo tỷ. Ngay lúc này, tiểu thúy xé toạc cổ áo Hà Thục Hoa, nhìn thấy thanh liễu diệp đao bằng bạch ngọc dấu ở bên hông nàng. Hà Thục Hoa lập tức rút đao. Ken, một tiếng vang giòn. Liễu diệp đao của Hà Thục Hoa chém trúng cổ tiểu thúy, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho tiểu thúy. Trong nháy mắt này, da thịt tiểu thúy biến thành sắc xanh, đỡ được một đao của liễu diệp đao chỉ cần là đàn ông thì không ai có thể né tránh được một đau này. Tiểu Thúy lại giải thích. Quả nhiên lợi hại. Hà Thục Hoa cất đau, vẻ mặt đầy bội phục. Bây giờ tỷ có thể truyền thụ cho muội đao pháp mới rồi chứ, Tiểu Thúy hỏi. Đương nhiên là được, đao phổ kia vốn là do muội đưa cho tỷ. Là thiếu gia đưa, muội không biết chữ, tỷ phải dạy muội. Tiểu Thúy uể oải nói. Yên tâm. Tỷ dạy muội là được đúng lúc này ngoài cửa hậu viện truyền đến giọng nói của nha hoàng xuân xảo phu nhân vị trương gia chủ mù kia lại đến mau mau mời vào hạ thục hoa vội vàng phân phó thành lâm giang kỳ hoàng đường trong phòng tắm quan nhân sao chàng không đi vào từ cửa hậu viện hạ thục hoa vòng tay qua cổ cửu cát hỏi dò với vẻ thân mật lý do cửu cắt đi vào từ cửa chính là vì y muốn giả mù để nuôi dưỡng tâm nhãn cổ nếu lần nào cũng lặng lẽ vào từ cửa hậu viện thì làm sao có cơ hội tiếp xúc với người lạ nói năng lung tung để nuôi cổ nếu như ngày nào y cũng nói dối với hà thục hoa và tiểu thúy thì còn uy nghiêm gì nữa trị người như trị cổ không cần nói một lời dứt khoát ít nhất cũng phải đanh thép hùng hồn điều hà thục hoa hỏi chính là bí mật nuôi dưỡng tâm nhãn cổ Bí mật này cửu cát tuyệt đối không thể để lộ, một khi nói ra, những hành vi khó hiểu của cửu cát đều có thể giải thích được, giải thích được thì Hà Thục Hoa sẽ nhìn thấu hắn, đương nhiên hắn không thể chế ngự được nàng. Cửu cát đưa hai tay ra, nâng mặt Hà Thục Hoa lên, sau đó dùng sức. Cùng một tiếng, cửu cát đẩy Hà Thục Hoa ngã vào bể tắm. Hà Thục Hoa rơi xuống nước, nước trong bồn tắm làm ướt hết y phục trên người nàng, nàng vẻ mặt thấp thỏm nhìn cửu cát cửu các đứng bên cạnh bồn tắm vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống hà thục hoa hai tỷ muội nhà họ hạ đâu ta bảo họ đến nội thành hỗ trợ hà thục hoa giải thích hỗ trợ chuyện gì cửu các lại hỏi mấy ngày nay dược liệu của năm huyện tô minh thiết hồ tụ kỳ trường long kim trụ sẽ lần lượt được đưa đến tạm thời sẽ được cất giữ ở lâm giang thành đợi ta kiểm kê xong sổ sách sẽ thống nhất đưa đến lưu hương thành vì sao dược liệu của năm huyện này lại được đưa đến lâm giang thành lâm giang thành nằm ở trung tâm phía bắc của lưu hương tỉnh mặc dù năm huyện này đều đã cho người kiểm kê sổ sách một lần nhưng ta được gia chủ tín nhiệm gia chủ lệnh cho ta kiểm kê lại một lần nữa sau khi đã đối chiếu chính xác gia chủ sẽ phái võ sư đích thân hộ tống dược liệu hiện giờ nhân thủ ở ngoại thành đang thiếu nên ta đã điều hai tỷ muội họ đến nội thành hỗ trợ hà thục hoa giải thích ngươi không biết thân phận của họ không thể để lộ ra ngoài sao? Ta không biết, họ cũng chưa từng nói với ta. Hà Thục Hoa nghe vậy liền muốn khóc. Trầm một tiếng. Cửu cát nhảy xuống bồn tắm, đưa tay túm lấy cổ áo Hà Thục Hoa. Cửu cát kéo Hà Thục Hoa đến trước mặt mình, đồng thời mở mắt. Con mắt trái trong veo và con trùng độc trong hốc mắt phải của cửu cát đồng thời nhìn chầm chầm Hà Thục Hoa. Lại một lần nữa nhìn thấy tâm nhãn cổ, thân thể ướt sũng của Hà Thục Hoa khẽ run rẩy. Nàng bị treo ngược lên ăn sữa đậu nành say sống suốt ba ngày. Cảnh tượng như ác mộng đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu Hà Thục Hoa. Hà Thục Hoa run rẩy trong sợ hãi nói, ta là tỷ tỷ của họ. Không thể nuôi nấng họ như chim hoàng yến trong lồng được, chung quy họ cũng phải làm việc, nếu như quan nhân không thích, ta sẽ sai người gọi họ về. Họ có che giấu thân phận không? Nữ cải nam trang, ăn mặc như hộ vệ ngươi không sợ võ sư nhà họ lương nhìn thấu thân phận của họ trước họa vào thân sao sẽ không họ quản lý ngựa ở mã tràng sẽ không vào kho dược liệu kho dược liệu đều do võ sư nhà họ lương tự mình trông coi cũng sẽ không giao cho người khác trông coi ở mã tràng họ là hai người có võ công cao nhất tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì hà thục hoa giải thích ngươi có thể sai khiến họ làm việc nhưng không thể hãm hại họ nếu như xảy ra chuyện, nếu xảy ra chuyện, ta sẽ tự mình gánh vác." Hà Thục Hoa kiên quyết nói. Từng Cửu Các hài lòng gật đầu. Hà Thục Hoa là người có thể làm việc, nếu không nhà họ Lương sẽ không tin tưởng nàng như vậy. Nhà họ Lương vận chuyển dược liệu của năm huyện lân cận đến đây, để Hà Thục Hoa kiểm kê lại một lần nữa, gần như tương đương với việc để nàng làm người phụ trách toàn bộ khu vực phía bắc của Lưu Hương tỉnh cửu cát đột nhiên tách hai tay ra, xé toạc lớp áo ngoài ướt sũng của Hà Thục Hoa. Người giấu một con dao ở thắt lưng làm gì, cửu cát đưa tay rút con dao găm giấu ở thắt lưng Hà Thục Hoa ra. Ta dạy nàng ấy tàn đao thuật, nàng ấy mới học được, vẫn chưa thành thạo. Giọng nói của Lý Tiểu Thúy vang lên từ trên bồn tắm. Học được từ đâu? Ta tự sáng tạo. Cùng một tiếng. Lý Tiểu Thúy nhảy xuống nước chiêu này của ta chuyên dùng để giết kẻ háo sắc lý tiểu thúy đưa tay cởi áo khoác ngoài của mình bên hông nàng cũng giấu một con dao găm lý tiểu thúy để cửu cát nắm lấy hai bên cổ áo khoác của mình sau đó nàng rút dao từ một góc độ hiểm hóc chém một nhát về phía cổ cửu cát đương nhiên nhát dao này chém rất chậm chiêu thức hay chiêu này có tên không cửu cát hỏi tiểu thúy không biết đặt tên chỉ gọi chiêu này là tàn đao thuật hay cái tên thật giản dị người thiện chiến không cần công lao hiển hách nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha